Những cách trị mụn mọc trên mặt sẽ giúp bạn có được làn da căng bóng mịn màng. 1. Cách trị mụn mọc trên mặt bằng cà chua. Cà chua chứa một lượng lớn vitamin C vừa giúp đốt mụn mọc xe lại nhanh chóng vừa bổ sung dưỡng chất cho làn da trắng mịn và trẻ trung hơn. Cách thực hiện: rửa mặt thật sạch, cắt quả cà chua thành những lát tròn mỏng, đắp những lát cà chua lên khắp mặt, đặc biệt ở những nơi nổi nhiều mụn. Giữ cà chua trên mặt trong vòng 15 phút và thư giãn cơ mặt. Lột bỏ cà chua trên mặt, rửa mặt lại bằng nước sạch rồi lau khô bằng khăn sạch. Thực hiện thường xuyên 2 lần một tuần, mụn mọc sẽ không còn là nỗi lo của bạn. 2. Cách trị mụn mọc trên mặt bằng sữa chua và nghệ. Bên cạnh công dụng trị sẹo, vết thâm, dưỡng trắng da, nghệ còn giúp xe khít lỗ chân lông và ngừa mụn mọc vô cùng hiệu quả. Cách thực hiện: trộn đều bột nghệ với sữa chua không đường tạo nên hỗn hợp đặc quánh mịn và đắp lên vùng da bị mụn mọc, để khoảng 15 đến 20 phút. Cuối cùng rửa sạch mặt với nước mát, áp dụng đều đặn 2 đến 3 lần một tuần. Làn da của bạn không chỉ sạch mụn mà còn trắng sáng và mềm mịn đến bất ngờ. 3. Cách trị mụn mọc trên mặt bằng bia và dưa chuột. Nguyên liệu cần chuẩn bị để thực hiện cách trị mụn mọc trên mặt: 2 thìa bia, 1 thìa dưa chuột xay nhuyễn hoặc băm thật nhỏ, 1/2 thìa sữa chua không đường. Cách làm và sử dụng: chuẩn bị tất cả nguyên liệu sẵn sàng vào mùng một bát và dùng thìa để đánh tan tất cả nguyên liệu để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm để lỗ chân lông giãn nở, thuận tiện việc điều trị và dưỡng trắng da một cách hiệu quả. Thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên khắp khuôn mặt, bôi lớp dày hơn ở những vùng da bị mụn, xong thư giãn da mặt cùng hỗn hợp từ 15 đến 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm. Cuối cùng massage nhẹ nhàng da bằng cách dùng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt để giúp mặt có sự đàn hồi. 4. Cách trị mụn mọc trên mặt bằng nha đam. Với đặc tính kháng viêm, chống nấm và chống khuẩn, nha đam có công dụng hiệu quả trong việc điều trị nhẹ nhàng các tổn thương về làn da, bao gồm cả các vết thương hở và cả các tổn thương do mụn trứng cá gây ra. Lấy lá nha đam tươi rửa sạch, gọt bỏ mép lá có răng cưa rồi ép lấy nước, lọc kỹ qua hai lớp vải bông mịn, ta sẽ thu được một dung dịch dưỡng da nguyên chất khá tốt từ cây nha đam. Khi dùng, nhỏ 2 đến 3 giọt dịch nha đam vào lòng bàn tay, nhỏ thêm 4 đến 5 giọt nước sạch, rồi hòa đều và thoa trực tiếp lên da mặt, sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch.